birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thì chia sẻ cho mình. Thì
Cái phút của anh bây giờ chắc được vài nghìn người thôi. Chưa có nhiều cho nên mong rằng là tất cả mọi người cũng chia sẻ cái lý số họ anh nhé. Thì bây giờ anh không có một cái cách nào đó để liên hệ với tất cả các bạn được. Thì không lẽ mỗi lần mà muốn gặp anh là anh phải bay ra một nơi, cho nên anh không thể nào. Thì chỉ có Facebook là cái mà cầu nói để anh tiếp cận được tất cả các bạn nhiều hơn. Rồi, mỗi tay quá, bỏ xuống. Thì như là như ngày 4 là anh diễn ở đây đúng không? Dạ. 4 là diễn ở Trung Nam. Thì nếu mà bạn nào mà ba mẹ cho đi được thì vào xem anh diễn. Còn bạn nào nhỏ quá vào như là ở trọng lập club đúng không? Dạ. Mà chắc 14 tuổi vào được rồi. Anh mong là bạn nào đi được thì đến ủng hộ anh. Còn bây giờ thì anh cảm thấy rất là vui rồi. Vì mỗi lần mà ở FC là có một cái gì đó rất là lạ. Chẳng hạn như là kỷ niệm nó ùn về. Hay là có những bạn mới, có những bạn rất là cũng đã đi theo La Thăng từ lúc lâu, rất là lâu rồi. Thì bây giờ thì còn có mình anh à. Thì anh mong rằng là mọi người luôn ủng hộ cho tất cả các thành viên của nhóm, từ cũ hay mới gì đó, hay là như thế nào nữa thì cũng phải là một gia đình. Nói chung là mọi người hòa đồng với nhau, mọi người kết nối được với nhau là anh vui rồi. Còn sau này thì anh ra cố gắng sẽ ra nhiều sản phẩm thật là tốt để gửi đến cho tất cả mọi người. Thì chỉ mong rằng là tất cả mọi người buổi tối rảnh rảnh ở Facebook coi là vui rồi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.